Dịch bệnh COVID-19 khiến cho chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản của nông dân bị đứt gãy, các kênh tiêu thụ truyền thống gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế này, việc chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản càng trở nên cấp thiết, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của các địa phương, đơn vị và đặc biệt là người nông dân, chủ thể trong sản xuất nông nghiệp. Bưu điện tỉnh Hưng Yên và Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức phối hợp để đẩy mạnh chuyển đổi số cho nông dân trên địa bàn tỉnh. Để giúp nông dân Hưng Yên tiêu thụ nông sản theo hình thức mới trên môi trường số, thời gian qua, Bưu điện tỉnh Hưng Yên trực tiếp xuống các nhà vườn để hướng dẫn cụ thể người dân cách mở gian hàng, chụp ảnh sản phẩm, đăng bán và theo dõi đơn hàng trên trang postmart.vn. Riêng năm 2021, tiếp cận và phát triển trên 500 nhà cung cấp là các hộ dân, hợp tác xã tham gia bán hàng tại một số xã phường của thành phố Hưng Yên như Hồng Nam, Quảng Châu, Lam Sơn, Phương Triều, Tân Hưng, tiêu thụ trên 120 tấn nhãn quả tươi và một số sản phẩm như long nhãn, hạt sen, mật ong. Tuy nhiên, để việc hỗ trợ nông dân được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả, Bưu điện tỉnh Hưng Yên vừa hợp tác với Hội Nông dân tỉnh, phối hợp rà soát và phấn đấu đưa tối thiểu sản phẩm của 10.000 hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn giao dịch điện tử thương mại postmart.vn trong năm 2022. Cùng với đó, tuyên truyền kết nối tiêu thụ nông sản qua sàn giao dịch điện tử và hệ thống bán hàng hai bên, phát triển cộng tác viên, đại lý bán hàng trên nền tảng số, thông qua đó giúp các hộ sản xuất tiếp cận một cách thực chất, hiệu quả để thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp.